thì tôi cảm thấy lúc này rất là cảm động, vì với lời hiệu trưởng của mình từ một phút đầu hứng thì đã được đến anh em các đội, đặc biệt là ở đằng sau lưng tôi nghĩ là phải hơn khoảng hơn 100 xe đang cùng sẵn sàng tham gia của chúng tôi trong buổi diễu hành này, cùng tinh thần của chương trình tối hôm nay. Đường xa không sao ngăn nhưng bước chân trở về. Được cảm ơn tất cả các anh em Bikers đã đến đây. Rất là Bikers, rất là của dân mô tô, thấy được tình cảm của tất cả anh em chạy xe tham gia, không quan trọng bạn là ai, nhưng mà khi bạn ngồi trên một chiếc xe có niềm đam mê với xe thì bạn đến đây và tất cả anh em cùng, nếu như mà chưa quen thì đến bây giờ tất cả anh em cũng đều đã quen biết rất lâu rồi. Tôi muốn nói nhất ở lúc này là tất cả chúng tôi đều nhớ một người bạn, đó chính là Trần Lập. Và ngày hôm nay tất cả chúng tôi có mặt ở đây cũng vì anh ấy. Và ngày hôm nay tôi sẽ đi chiếc xe của anh ấy dẫn đầu đoàn, tất cả chúng ta sẽ hình dung như là Trần Lập đang ở tất cả.